Xin chào các bạn. Thì tiếp tục là chiều nay nhé. Chiều nay là em định nên mấy cái kiện hàng cho quý vị. Hàng ở ngoài kia còn nhiều lắm quý vị nhé. Hàng ngoài kia hôm nay nó về rất nhiều, nhưng mà chắc phải ngày mai em quay quay lốt cho quý vị. Và ngoài kia còn khoảng gần chục kiện nhầy nữa. Gần chục kiện nhầy nữa, tương đương nó khoảng gần 40 con nữa thì nó mới về. Thế nhưng mà chắc là hôm nay em chỉ quay vì bây giờ cũng muộn rồi. Em quay nhầy cũng đến 10 giờ tối, hơn 10 giờ tối rồi. Thì thôi, nói chung là em quay một ít lên cho quý vị để quý vị xem nhé. Đó. Hàng thì còn rất nhiều. Đó. Em quay tượng trưng thôi. Đó. Đó. Hôm nay thì em quay đây khoảng 8 hộp này, khoảng 8 con máy nhé. 8 con máy về xem nó là những con máy gì nhé. Đây. Đây. Mã số đây. Mã số mỗi một lần là có một cái mã số khác nhau nhé. Đó. Mỗi lần một mã số khác nhau. Đó. Em nhận tất cả các đơn đặt hàng của các đại lý nhé, các cửa hàng nhé. Tất cả các cửa hàng, các đại lý, anh em thợ thuyền trên khắp cả nước này em nhận hết đơn đặt hàng. Anh em cứ nhắn tin vào trong Zalo của em là 0966 594 581. Em sẽ trả lời nhé, và em sẽ báo giá. Có những sản phẩm mà em đang hết. Bây giờ nó như thế này, bởi vì hàng bên kia thì nó cũng đang lên giá. Đó. Bởi vì quý vị biết rồi đấy. Đấy, và những tháng như này thì liên tục nó tăng giá. Số lượng thì nó chỉ có hạn thôi, cho nên là nó biết bên mình là mua nhiều, nên là nó cũng sẽ tăng giá đấy quý vị nhé. Nhật nó cũng khôn, nhưng không phải là nhật khôn hơn cả tàu, cho nên là nó mới giàu nhanh. Việt Nam mình thì mang tiếng khôn, nhưng mà nó gọi là ở mức vừa phải, không như các nước khác. Thế cho nên là bây giờ cũng sống cuộc sống gọi là ok. Rồi, bây giờ em sẽ dạy cái đầu tiên ra xem nó là cái gì nhé. Đó. Đeo đi, dạo này đeo về rất nhiều, nhưng đang gọi là đang thuộc tình trạng là khan hiếm. Quá tốt rồi, hàng lại mong chờ. Dạ vâng, em đang quay thì đúng là lại có một vị khách lại đang đặt cái máy tính, lại đặt đeo quý vị ạ. Và lại mai lại chuyển cho anh một con đeo 7390. Anh này, khách này anh cũng đặt nhà em mấy cái rồi.
Đấy, vừa nói xong lại 7390 ngay đây. Đó. Hàng em về chỉ có hàng đẹp thôi quý vị nhá. Đó. Hàng em về chỉ có hàng đẹp thôi. Đó. À, ok luôn. Đó. Nét căng. Ừ. Rồi, ok nhá. Ừ. Ừ. Quá đẹp luôn quý vị nhá. À. Rồi. Ok, một con 7390 này. Đó. Rồi. Ok. Tiếp nha. Là phải nói là đầu bảng vẫn là đeo quý ạ, mọi người vẫn thích đeo. Thứ hai là Thinh Bắc. Đó. Thứ ba bắt đầu đến các hãng như là Toshiba, Dynamic hoặc là HP. Đó. Xong rồi đến hãng khác. Quý vị thấy người ta đóng chất chưa? Đó. Hóa chất luôn. Ui giời. Ui giời. Nói nhá. Sạc đeo này quý vị này. Đó. Đó, đây sạc mà. Đó. Đây nhá. Quý vị nhìn này, đó. Hàng ok chưa, hàng đẹp chưa, đó. Hàng quá đẹp nhá, đó. Đấy, riêng dòng này thì cầm đi cầm lại quý vị nhìn này, đó. Cầm đi cầm lại nó rất nhẹ nhàng nhé, đó. Mình mang đi mang lại rất nhẹ nhàng, đó. Dòng này là dòng 13.5 inch full HD nha quý vị nhé. Đấy. Quý vị nếu mà lấy sang màn 14 inch nó sẽ to hơn, ngày cầm nó sẽ nặng hơn và nó sẽ dày hơn, đó. 13.3 inch này nó gọi là màn hình doanh nhân nhé quý vị nhé. Mua thì là sẽ thành đạt, học tập thì sẽ là giỏi giang. Đó. Đấy, cái này nó có một cái điểm rất hay như thế. Đó. Còn 14 thì có số 4 thì nhiều lúc người ta cũng không thích. Đó. 14 thì có số 4 người ta không thích. Đó, cứ phải 13.3 cơ. Đó. Doanh nhân rồi các kiểu, thành đạt các kiểu thì mới thích. Quan trọng nữa, đấy là mình nói vui thôi. Quan trọng nữa là khi cầm nó vất vừa vặn, nó rất vừa vặn, phù hợp cả con trai, con gái, người Việt Nam. Phù hợp rất vừa vặn luôn. À, chứ ngày xưa nhiều lúc cầm cái màn 15.6 inch quý vị thấy to vật vã nặng đúng không? À, đây, cầm này đi, mình cầm đi nhà như quyển sổ luôn quý vị ạ. À, nó vừa không nhỏ mà vừa không to. Rất là phê nha quý vị nhá. À, hàng rất đẹp. À, quý vị thấy không? Nét chưa? À, nghe nét luôn, nét căng lên gì. À, quá đẹp luôn. À, quý vị nhìn ra chất chưa, hàng quá chất, chất lừ đẹp mịn màng như cô tiên luôn. Đó. Rất ok. Đó. Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời nha quý vị nhé. Quý vị nhìn này, đấy, tất cả những hàng em là hàng chọn lựa chọn lọc, không hề có cái gọi là người ta gọi là gì nhỉ, mua hàng về xong rồi để lau chùi các thứ, hàng em bóc ra phát đẹp luôn nhé. Bóc ra phát đẹp luôn nha, quý vị nhìn thấy, mong manh như mới luôn. Hàng này ấy, thì một số các cửa hàng người ta mua hàng nhà em thì người ta gọi là hàng lai lưu. À, người ta gọi là hàng lai lưu nhé quý vị nhé. À, cho nên đây, gọi là hàng lai lưu. À, chứ còn đây này, đây là những năm sản xuất rất là ấy nhé. Nó sản xuất năm 2019 đấy này. Đó. Sản xuất năm 2019 nhưng thực chất là nó họ bán ra nó phải là 2020. Họ bán ra phải là 2020 nhé. Có thể và khi mà các siêu thị nhập hàng 2020 thì có thể sẽ bán ra vào năm 2021. Đấy, cho nên là nó sẽ là từ năm 2020 đến 2021. Và thường những dòng này nếu mà người ta nhập về sớm thì là vừa hết bảo hành năm nay hoặc là năm trước. Đó. Và khi mà hết bảo hành thì ở tất cả những công ty ở bên Nhật ấy, hoặc là ấy là người ta sẽ thanh lý và bán cho các cái cửa hàng mà chuyên đấu giá ở bên Nhật và chuyên 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 bán ở những cái shop bên Nhật đó.
thì nó mới có những hàng đẹp này quý vị nhé. Chứ còn nếu mà hàng để mà nói dân dùng rồi người dân dùng này rồi ở Việt Nam dùng thì không bao giờ có, mà Việt Nam thì không bao giờ có loại này luôn quý vị ạ. Việt Nam thì chỉ có Inspiration thôi nhé, chứ còn thằng này Natitil này không bao giờ có luôn. Đấy. Thằng Natitil này thì là một dòng phiên bản mà gọi là nếu mà ở mức gọi là tầm khá luôn, còn cao bây giờ là những dòng XPS hoặc là Precision đấy, thì những dòng Precision lại là dòng mà máy chạm đấy thường dùng cho gọi là đồ họa rồi các kiểu, nói chung là những dòng đấy thì mình không 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 ấy. À, thì sau cái dòng máy chạm đấy thì vì máy chạm quý vị mua về cũng chả sử dụng chả đến gì nó dành cho những người chiến game, những người chiến game nặng rồi và những người thiết kế đồ họa cực mạnh. À, còn những người mà thiết kế đồ họa bình thường em thấy đấy nhà em rất nhiều. À, những cấu hình ví dụ Core i7 các thứ về người ta cũng làm thiết kế đồ họa, người ta ui rồi anh làm vô tư luôn em ạ. AutoCAD các kiểu đấy thì Photoshop lấy những dòng này thì quá là ổn luôn. Đó. Thì họ vẫn lấy bình thường. Đó. Còn ví dụ ai thiết kế những kiểu dạng 3D các thứ mà cần phải mà mạnh, siêu mạnh cơ và nhanh tốc độ cao thì mới lấy những dòng Precision, nhưng mà em vẫn thấy là nếu mà chưa phải mức gọi là chuyên quá chuyên nghiệp ở mức tanh tưởi luôn thì mới dùng đến dòng đấy, nhưng còn ở mức bình thường em thấy những cái dòng này quá đáp ứng được luôn rồi. Thực ra là rất nhiều vị khách đã có phản hồi lại là rất ok em ạ. Ban đầu thì em cũng bảo là cái đấy thì thấy mọi người dùng rồi nhưng không biết là anh dùng thế nào thôi, nhưng còn mọi người dùng rồi thấy ok. Thì đến khi mà họ mua, họ bảo là anh sẽ mua mấy con cơ, thì anh mua thử nghiệm trước, nếu mà được thì được, không được thôi kệ thôi, anh dùng vào việc khác. Thì mua về anh bảo là ui giời, dùng quá ổn luôn em ạ. À, thế thì mình tiếp tục nhé. Nhưng mà nhà em ở đây thì anh em thợ thuyền rồi các kiểu khách hàng rồi mọi nơi mọi người trên cả nước thì đấy nhà em nhiều, ủng hộ em nhiều lắm. Vì biết rồi đấy, ban ngày thì chỉ có những buổi tối đêm này thì em có thời gian để em khui ra này thôi, chứ còn ban ngày thì nào là đóng hàng rồi test hàng rồi thử hàng rồi chát chiếu với khách ấy. Đấy thì nó rất là mất nhiều thời gian đó quý vị nhé. Đó, một số quý vị thì xem qua sản phẩm bên em rồi thì chốt rất nhanh, nhưng có một số ví dụ các bạn sinh viên ấy thì các bạn ấy rất băn khoăn bởi vì bố mẹ chỉ cho cái lượng tầm tiền từ 5 đến 7 triệu mà bây giờ phải đòi hỏi phải yêu cầu phải mua một con nó phải ưng ý chứ không gọi tốn tiền của bố mẹ, cho nên là các bạn hỏi rất kỹ lưỡng và rất các thứ, nhưng mà khi cuối cùng là chốt ra thì cuối cùng về nhà bảo anh ơi em cảm ơn anh, hoặc là các cháu nó nhỏ tuổi bảo cảm ơn chú đấy, thì con máy này rất ok, rất ngon luôn, mượt quá, mượt đến mức mà sung sướng. Vì thực ra các bạn ấy ra ngoài siêu thị rồi và ở siêu thị thì phải là tầm 12 đến 15 triệu. Đấy, thì các bạn không đủ sức. Đấy, với một con máy là với cấu hình như này thì phải tầm 15 triệu, thậm chí 17 triệu một con máy ở siêu thị thì mới đạt được cái tiêu chuẩn như thế này. Đấy, thì các bạn ấy không thể nào mà gọi là mua được. Đấy, thực ra nhiều người không có đủ nổi số tiền đâu quý vị ạ. Nhiều người có rất giàu nhưng mà nhiều người thì cũng không có. Đây, còn số điện thoại đấy nha quý vị nhé, quý vị có thể gọi sang bên nước ngoài nhé, từ 0 giờ đến 9 giờ 18 phút nhé. Đó. Điện thoại của người ta để cho bên em gọi về đấy là chăm sóc khách hàng. Nhưng mà mình có gọi được đâu quý vị. Đó. Con này thì em hơi bị nghi ngờ, con này là một con siêu VIP. Nói siêu VIP là thôi chứ còn nó bình thường vậy, so với một số người thì siêu VIP. Mà em thì em vẫn kết con này. Đưa ấy ra thì các bạn đã đoán được chương trình rồi, nó là con gì rồi, nhưng mà thôi chúng ta cứ khui ra thôi vậy. Đừng giật người ta đóng chặt chẽ quá quý vị ơi. Nhiều lúc mình phải lưng như lưng trứng hứng như hoa kia thì không có máy bọc vào trong này, chỉ cần rạch một phát thôi là coi như là xong luôn cái máy, chỉ cần một vết rạch thôi là xong cái máy. Đấy, con dao rất sắc nha quý vị nhé, con dao rất sắc.
Một con máy rất tuyệt vời, rất đẹp, rất ngon. 7390 2 trong 1 đó quý vị ạ. 7390 2 trong 1 nhé. Đó. Nó cũng giống như con 7390 thôi. Về không đấy. Ông nhìn không khác nhau gì mấy. Đó. À, bây giờ em sẽ bắt đầu thể hiện một tí. Ôi dồi, mày quá. Gặp đây, quý vị nhìn này. Đó. Đó, ok. Sau khi gặp này rồi thì chúng ta thành một cái máy tính bảng. Đó. Máy tính bảng. Đó. Đấy, gặp ngược lại nha quý vị nhé. Dòng này gặp ngược lại thành máy tính bảng luôn. Của hãng đeo nha quý vị nhé. Của hãng đeo. Đó. Rồi. Bàn phím thì đây, bàn phím ngược lại anh vị nhé. Bàn phím ngược lại. Đó. Rồi, ok. Đó. Gặp nhà để đây. Đó. Quá nét long lanh luôn quý vị rồi nhỉ, đúng không? Đây là 7390 2 trong 1. Một trong những con gọi là cũng VIP đấy. Và con này với cấu hình này thì nó có hai loại, một loại i5 và một loại i5 Gen 8 chạy sán 8 CPU và một loại là i7 nha quý vị nhé. i5 thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Còn i7 thì nó của nó, i7 với của nó thì bây giờ như em đổ buôn cho các cửa hàng thì người ta bán phải trên 10 triệu. Người ta phải bán tầm 11 12 triệu con i7. Cấu i7 Gen 8 màn hình cảm ứng. Còn như nhà em bán thì nó chỉ khoảng tầm xấp xỉ khoảng tầm 8 triệu mấy thôi. Đó. Hàng đẹp nhé, hàng đẹp nhé quý vị nhé. Hàng về không cần phải qua tút tát gì đâu nhé. Đấy, nhà em lấy hàng về thì không cần phải qua tút tát gì cả. Đó. Hàng Nhật nó khác nhé quý vị nhé. Hàng Nhật nó khác. Còn một số đơn vị em thấy bây giờ một số nguồn người ta lấy là hàng lấy từ Trung Quốc về. Khi mà lấy từ Trung Quốc về thì em không hiểu là họ lấy kiểu gì, nhưng mà khả năng là bên Trung Quốc nó có một cái nguồn nào đấy. Đó. Thì họ lấy từ bên đấy về, họ hay sơn lại hay sao. Bên Trung Quốc hay có cái trò là lấy máy rất cũ về. Trung Quốc khôn lắm, lấy máy rất cũ về, máy gọi là máy tã tượi, khôn như Trung Quốc mà, khôn như tàu. Thì là lấy máy tã tượi về. Sau đó thì về nhà là phun sơn rồi này nọ các kiểu, bởi vì Trung Quốc là một công xưởng luôn. Đấy. Thế là cho nên là mọi người hay gọi cho em, thỉnh thoảng gọi cho em hỏi là không phải là nhiều đâu. Ví dụ 100 người gọi cho em thì cũng có khoảng tầm 3 người hỏi em là em ơi máy của em có sơn lại không. Đó, đây quý vị nhìn này. Đó. Sơn này thì bố ông Trung Quốc cũng không làm nổi luôn nhé. Đây của nó là cái mặt này nó có dạng như kiểu mặt là nó gọi là mặt phủ lên một cái lớp nhung hoặc là lớp gì đấy. Phủ lên một lớp rất đặc biệt. Nó cảm giác là mềm, tay nó không kiểu giống như ngày xưa là lớp 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 gì nhỉ? Ngày xưa gọi là một cái lớp lớp nhôm hoặc lớp hợp kim ấy, sờ vào lạnh toát, nhưng mà đây sờ vào cái máy rất sướng. Êm mềm như kiểu bông đấy. Nó mềm mại. Đó. Ok. Tất dòng 7390 này đấy, đều là sản xuất là vào cuối năm 2019 và cho bán hàng ra vào năm 2020 nha quý vị nhé. Đấy, bọn này đều tầm đấy cả. Đó. Mọi người tại sao mà lại hay lấy con 7390 này? Bởi vì nhà em thì cung cấp cho khách hàng thì lại rất thích con này. Bởi vì sao? Khách hàng thừa biết là cái dòng bây giờ giống như kiểu dòng Samsung S21 ấy quý vị, S21 xong đến S22 hoặc đến S23, thì bây giờ là S23 chẳng hạn, thì họ sẽ mua S22 nhiều. Bởi vì sao? S22 ra chẳng hạn như nó chỉ có bao nhiêu 12 triệu đến 15 triệu chẳng hạn, nhưng S23 của nó lên tới bao nhiêu, hơn 30 triệu chẳng hạn. Thế cho nên là người ta mua ở mức cái tầm kia, mức vừa phải, ổn định, và giá các thứ mua là nó đã hợp lý rồi. Đó. Thế còn máy của bên Nhật này khác. Máy bên Nhật này nếu mà giá xuất xưởng của bọn này toàn mấy chục triệu cơ, nếu mình không mua được giống như kiểu điện thoại đâu. Giá xuất xưởng nó rất là cao, nhưng khi Nhật họ nhiều lúc họ bán thanh lý như cho viện
chủ yếu cái tiền vận chuyển nó về là đắt thôi. Tiền vận chuyển về nó đắt thôi, chứ còn nhiều lúc bên kia họ bán như cho bên Nhật mà không, họ bán ra nhiều, nhiều lúc mà họ bán ra họ còn mất tiền quý ạ, không phải là đó, nhiều chỗ bỏ đi còn mất tiền, mất tiền phải có chỗ để chứ không phải là đùa đâu quý. Rồi ok. Ta xem tiếp con này là con gì nha. Rất cẩn thận luôn, lại còn phải có một cái bảng clip bét thế này luôn. À, con này cũng không vừa đâu. Con này nếu mà theo tên tuổi này thì cũng không vừa đâu. Cũng không vừa đâu nhá. À. À, vị như này, đóng này. Đóng chắc chắn chưa? À. Ok nhá. À, sạc ra. Theo cái vị cái này đóng này quá ổn rồi, quá ổn luôn. Ok. Đeo Latitude 7390 thế này được có xứng đáng là đẹp chưa quý vị? Đó. Thế này được xứng đáng là đẹp chưa? Nó gọi là còn, nếu mà để nói về các cái shop mà người ta lấy hàng này, người ta gọi là quá lai lưu. Đó. Quá lai lưu. Đó. Mà đây, cái này nó còn cái tem của QC Park nhé. Tem QC Park là chèn cái ốc ở đây luôn nhé. Đó. Con này đỉnh, nó đỉnh, đỉnh kinh khủng. Cấu hình i7 Gen 8. Cấu hình i7 Gen 8 nhé quý vị nhé. Đó. i7 Gen 8 đẹp chưa quý vị? Hôm nay chưa? Đấy, em để đây quý vị thưởng thức nhé. Đó. Con này không đẹp thì con nào đẹp đấy quý vị? Hả? Con này không đẹp, con nào đẹp nữa? Hả? Đỉnh của đỉnh luôn chứ không phải đỉnh. Đó. Ok. Nhìn những con đẹp này sướng lắm quý vị, quá sướng luôn ạ. Nên tại sao nhà em phải lựa chọn các hàng rất là đẹp về. Còn một số con đấy như hôm trước ấy, em có một con nó hàng về kém là phát này em bán nỗ luôn mấy triệu luôn. Hàng kém về phát này em bán nỗ mấy triệu luôn. Đó. Đó. Đẹp, nhìn đẹp sướng quá quý vị ạ. Đó. Quá sướng luôn, cầm đúng là cầm chuẩn, chuẩn tay thật. Xịn luôn nhé. Đúng là cái mẫu này thiết kế nó đẹp thật đấy, phải nói là đẹp. Mẫu này em chưa bao giờ em thấy một mẫu nào đẹp như cái dòng 7390 này. Không thô, đẹp, tuyệt vời. Tiếp ra. Đấy, quý vị thấy mỗi một lần này thì em cũng nhân tiện là cái video này giới thiệu sản phẩm luôn cho quý vị. Đó. Đấy, còn vừa có bác vừa xong vừa đặt hàng nữa, chắc lại phải test cho bác. Máy thì mai bác lấy sớm. Bác lấy cho khách. Thank you.
chung là riêng về cái này là khui ra đã thấy sướng đấy ạ. Mỗi lần mà khui hàng ra em cảm thấy nó dạo dực bởi vì nhìn cái hàng nó phê. Ngay cả khách đến nhà em lấy hàng thì cũng phải nói là độ sung sướng rất cao. Không biết là các bác khi nhận hàng nhà em thế nào, nhưng mà rất nhiều bác rất nhiều bác nhận xong nhắn tin bảo em ơi, hàng quá đẹp luôn em ạ, anh không có gì mà phải chê cả. Đấy. Mà rất nhiều các bác đã từng lấy hàng ở rất nhiều nơi rồi nhưng mà không vừa lòng, nó thực sự như thế, không hề vừa lòng thế nào. Với nhà em thì các bác lấy hàng thì thôi rồi luôn. Không cần suy nghĩ luôn, vấn đề hàng em thì nhiều vô biên luôn. Đấy. Mai còn mấy chục cái nữa em có mặt rảnh thì là em sẽ quay lên lúc cho các bác xem là hàng gì về để giới thiệu các bác luôn. Thì các bác xem cái này nhé, các bác xem clip này xong thì các bác cũng chọn luôn đấy, bởi vì nhiều bác biết là các bác cũng chọn luôn, bác đặt hàng luôn. Đó. Cho nên quý vị thấy nha, em có lên nhiều video clip nhiều lắm, bởi vì hàng các bác xem là các bác ấy đã đặt trước hoặc là các bác thợ các bác đã biết là đặt trước rồi. Đó. Nhiều lúc là ví dụ cô em nhà em chiều nay nó khui hàng xong là coi nhà mấy anh em thợ đặt xong là đặt 10 cái 7390 i5 mà trong khi đó hôm qua xuất cho mấy bác rồi thì là gần như hết luôn. Thế là hôm nay cũng phải khui hàng túi bụi ra ấy. Khui hàng test hàng các kiểu, hôm nay nhiều đơn hàng lắm. Hôm nay riêng buổi sáng hôm nay là sáng nay là chuyển là tổng là 6-7 cái. Đấy, là chuyển đi riêng Hà Nội không nhé. Là còn đâu là chuyển đi các tỉnh thì các bác biết rồi đấy. Bác nào đặt hàng nhà em bác biết rồi. Chuyển đi tỉnh thì cũng có hai lô khoảng tầm 7 cái, và chiều nay cũng năm đơn chuyển Hà Nội. Và ngày nào cũng như ngày nào nhà em đều khoảng tầm 20 cái đến 30 cái là bán lẻ quý vị nhé. Chưa kể là các bác thợ ở đến đấy, cho nên là hàng thì lúc nào cũng về luôn ấy. Nên tại sao quý vị chỉ thấy nhà em khui hàng mà chẳng thấy quay hàng, đúng không? Quay rất ít, suốt ngày thấy khui hàng ra. Đấy. Hôm nay thì về cái này, mai thì về cái kia. Đấy, quý vị thấy ok chưa? Đấy, ngon chưa? Đó. Qua đỉnh luôn nhá. Đấy, nhìn cái sạc mà đã ngon rồi. Nhìn cái sạc nó ngon rồi, em nhìn hàng rất phê. Ok. Rồi. Một cái thư. Quý vị ơi, hàng thế này thì đắt một tí có nên mua không ạ? Hàng thế này đắt một tí có nên mua không? Đấy, quý vị quý vị soi thử cho em này. Đấy, quý vị soi hết cỡ nhé. Em đang để đây, quý vị soi hết cỡ cho em. Đó. Thế chứ nị. Nó thế mới là ấy chứ nị. Nét chưa? Phải nói là sung sướng cái cõi lòng. Không còn gì để mà tả nữa. Nói thực với quý vị, không còn gì để mà tả. Nhìn hàng sướng đến nỗi gọi là phát sướng luôn. Đó. Sướng đến phát sướng luôn nha. Đó. Đó. Quá phê luôn rồi. Đó. Riêng dòng 7390 thì nhà em có rất nhiều khách. Các anh em thợ lấy hàng nhà em bảo là anh đã từng lấy khoảng đến bây giờ là gần 10 nhà nhưng anh chưa bao giờ thấy nhà nào như nhà em, hàng đẹp thế em ạ. Đó. Nhưng mà các anh em thợ bảo là tại sao em lại không bán đắt lên một tí đi, bởi vì hàng nhà em quá đẹp. Anh chưa bao giờ anh thấy hàng đẹp như vậy. Đó. À. Bán đắt như là giá bán lẻ, bán đắt lên ý, để anh em cũng bán ra được nó dễ hơn đấy. Nhưng mà em bảo là cái giá thì nó cũng ở mức vừa phải rồi, thì nếu mà đẩy lên thì nó cũng làm cho cái chi phí nó
khách hàng nó cao lên. Đó. Đẩy lên thì chỉ có các cái các cửa hàng thôi. Đó. Thì các cửa hàng nhập nhà em ấy thì họ hay nhập những dòng như thế này. Họ gọi là dòng Nai Lưu. i7 Gen 8 nhá, không vừa đâu quý vị. i7 Gen 8 không vừa đâu. Cái dòng này dòng này muốn mua ở siêu thị phải tầm đôi mươi triệu, 20 triệu. 20 triệu mới được dòng i7 Gen 8 nhá. Đó. Còn không thì cũng chỉ tầm 15 triệu dòng i5 thôi, i5 Gen 10. Đấy. Thì không được dòng này. Đó, nét căng nha quý vị, nét căng. Đó. Phê thật, phải nói phê. Quá phê luôn. Ok nhá. Này đấy về không đủ quý vị, không đủ và không bao giờ đủ. Bởi vì dòng 7390 này bây giờ hiện tại bây giờ là nhà em đang bán thì gần như là số lượng đang về nhiều nhất ở Hà Nội này luôn. Như một tháng vừa rồi nhà em bán nó rơi vào tầm gần 400 máy 7390 này, gần 400 máy 7390 này. Đấy. Không ít đâu ạ. Riêng dòng này thôi nhé quý vị nhé. Tại sao lại anh em lại thợ thuyền lại hay lấy dòng này? Bởi vì họ biết dòng này là dòng vừa mới ra và cũng vừa kết thúc bảo hành, và họ cũng vừa mới thanh lý bên Nhật về, và cũng là dòng những dòng như em phân tích là dòng giống như kiểu Samsung S22 và S23 ấy. Thì những dòng này là dòng có giá đang tốt nhất. Nó thứ nhất là cái thời hạn sử dụng của bên Nhật nó rất ít quý vị ạ, cực kỳ ít. Cho nên là từ pin này, từ màn hình này, từ mọi thứ về chất lượng linh kiện nó đều đang rất là tốt luôn. Đó. Và cả một cái quan trọng nữa nhé, là cái dòng này là dòng coi như là cái thời hạn ở bên Nhật người ta dùng là thời gian chạy già. Sau khi chạy già xong, em nói ví dụ như hàng Nhật nó rất ít khi có lỗi. Sau khi chạy già xong thì những sản phẩm nào lỗi là đã được bỏ đi rồi, và còn lại là những sản phẩm này, cho nên nó lại càng rất tốt. Đó. Đấy là mình đang nói theo kiểu kia nhé. Chứ còn những cái dòng này thì của nó là đang là rất là mới và còn cực kỳ còn ngon. Tiêu chuẩn Nhật thì quý vị biết rồi đó. Hàng vải của chúng ta nhé, cái vải mà vải ăn nó vải gọi là gì nhỉ? Cái vải mà bình thường mà mua ở ngoài kia người ta bán 5.000 một cân đến 10.000 một cân ấy. Lúc năm nào đắt là 20.000 một cân ấy. Thì sang bên Nhật ấy, những vải đấy là không bán được ở tại Nhật. Mà phải trồng gọi là đúng theo quy trình của họ thì mới được xuất sang Nhật, và với giá như vừa rồi như em còn biết là lên tới 500.000 một cân cả. Đấy. Thế cho nên là Nhật của nó phải chất lượng, nó phải cực kỳ thế nào, chứ không giống như Việt Nam thì vừa phun thuốc trên cây có hôm trước hôm sau cái ngắt xuống hái vẫn ăn. Đấy. Việt Nam chả cần cái không cần cái quy trình gì cả. Đấy. Mà chỉ cần quan trọng mỗi cái là rẻ. Đấy. Nhưng bên Nhật thì họ lại khác, quy trình thì phải rõ ràng nghiêm chỉnh, không thể có một cái quy trình gọi là này kia được. À. Tiếp tục nhé. Phải nói là quý vị ơi, hàng không có điểm gì chê cả nhé, hàng em đấy, không có điểm gì chê cả luôn. Đó. Không có một điểm gì chê cả. 10 con như một. Đó. Nói chung thỉnh thoảng nó có một vài con nó sót lại thôi, chứ còn đó. Hàng đẹp mong manh này, em bán cho quý vị cũng sướng, quý vị lấy hàng nhà em cũng sướng. Ai cũng vậy cả. Này i7 Gen 8 nhé. Đó, quý vị nhìn này. Đó. Này i7 Gen 8. Dòng này của nó thì chất như nước cất luôn. Chất như nước cất luôn.
i7 Gen 8 này thì quá là mạnh luôn rồi các bạn. Mua con này thì không phải sợ gì luôn. Tiếp tục nha. Hôm nay là ngày gọi là đại thắng này quý vị ơi. Hôm nay gọi là ngày đại thắng. Quý vị biết sao không? Đó. Chị em chỉ cần nhìn qua cái này thôi em biết này. Đó. Một lô i7, một nô co i7 Gen 8 luôn, đúng không? Phát sợ luôn. Sướng gọi là sướng kinh người luôn đi được quý vị ạ. Đẹp long lanh một con một lô gọi là về mà gọi là gần như là quá tuyệt vời luôn nhá. Đó. Quá tuyệt vời, hàng đẹp tuyệt vời luôn, i7 Gen 8 này. À, đẹp chưa quý vị ơi, không còn gì nói nữa cả, đẹp quá đẹp luôn. À, hai con liền. À, con này con thình bác này rồi, xem con thình bác gì đây. Ua, x280, thình bác x280 đấy. Lâu lắm mới lại lấy được một em thình bác x280, nhưng con này không phải hàng vừa đâu quý vị nha, cũng là i5 Gen 8 luôn nha. Đấy, cũng là i5 Gen 8 này nha. Đó. Lâu lắm rồi mới lấy được một con như thế này. X280 thì nó có kiểu dáng rất mỏng và đẹp, thiết kế cực đẹp quý vị nhìn thấy không? Đó. Đó, đây. Cho lại gần. Đó. Cực kỳ đẹp, riêng về thiết kế, riêng thiết kế máy của X280 thì phải nói tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn, không phải suy nghĩ gì cả. Riêng dòng máy X280 thì đỉnh. À, công nhận là cái dòng máy X280 thì đỉnh. À, à, so với con so với con 390 thì 7390 thì nó cũng xem như nhau thôi. Hai con nhìn nó nó gọi là máy cũng vừa vặn với nhau. À, khung máy vừa vặn với nhau nhá. À, không có to hơn hay nhỏ hơn gì cả, đấy, nhìn thấy nó rất là vừa vặn với nhau. Đó. Ok. Được tặng một chút bông đi ạ. Tiếp nha quý vị nha, tiếp này, em khui tiếp. Ok, không còn gì nói nữa, quá mỹ mãn luôn rồi. 7380. Wow, con 7380 này thì hơi bị xịn đấy quý vị ạ, hơi bị xịn đấy, không đùa được con 7380 này đâu. À, sạc đeo này, sạc đeo, rồi. Wow. 7380 giống 7390 không quý vị? Giống 7390 không? Đó. Giống 7390 luôn. Đó. Đằng sau này. Nhưng mà chỉ có điều là 7380 nhá. Đó. 7380. Đó. Cũng với màn hình doanh nhân 13.3 inch, chỉ có khác mỗi một điều đời là đời trước. Còn dòng này của nó là dòng i3 Gen 7 nhá. i3 Gen 7 thế hệ 7 này quý vị này. i3 Gen 7 và chúng ta sẽ kiểm tra là cái màn hình có phải màn hình Full HD hay không, thì cái này bên em sẽ kiểm tra lại nhé.
nhìn qua rất giống, và nhìn qua rất giống 7390. Đó. Con này thì rất nhiều người đang chờ mong về nó, con 7380 này nhé quý vị nhé. Rất nhiều người đang chờ mong con này. Đó. Ok ạ. Đây. Trên đây thì hôm nay thì em lại cũng về toàn đeo nhé. Hôm nay em cũng về toàn đeo cho mọi người. Lý do tại sao là hàng này bán nhiều nhất, đó, chạy nhất. Khi mà em lên hình này thì quý vị biết rồi đấy. Tức là các hàng gì bán chạy nhất, nhiều nhất. Ví dụ chẳng hạn như là em lấy về 100 con đeo, thì ngày mai em bán 90 con đeo, thì đương nhiên em hôm sau sẽ phải nhập về 100 con đeo tiếp theo để bù lại, đúng không ạ? À, chứ không thể nào mà view em nhập hôm nay nhập 100 con đeo rồi không bán được con nào, mai cứ nhập 100 con đeo nữa. Đấy. Thì khi quý vị mà trong đầu quý vị mà muốn mua sản phẩm, muốn mua máy tính, thì chắc chắn em nghĩ thôi nhá, nó rơi khoảng tầm 50% mọi người sẽ nghĩ đến đeo. Còn đâu 40% còn lại là nghĩ ThinkPad. Trong đó 10% thì số còn lại là các hãng khác. Đấy. Đấy. Chứ không phải là ít đâu ạ, quý vị ạ. Sạch sẽ các kiểu đầy đủ đây. Sạch rất đầy đủ các kiểu. Rồi. Còn nhiều sản phẩm nữa nhưng mà cũng đã đuối sức rồi và cũng đã hơi mệt một tí rồi. Thì em cũng nhân dịp cũng vừa giới thiệu sản phẩm, cũng vừa mới trò chuyện với quý vị một chút xíu để gọi là quý vị cũng hiểu bên em, và em cũng hiểu được là sau này quý vị trao đổi với bên em sẽ là lấy những sản phẩm gì. Thì mọi chi tiết thì quý vị xin liên hệ với em theo số điện thoại là 0966 594 581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, nhà em còn bán đủ các loại nồi cơm, nồi kèo, nhiều lắm, đấy, âm thanh này. Đấy, nói chung là còn nhiều lắm đấy, chứ không phải ít gì đâu. Đấy, đấy, đấy. Bạt ngàn luôn nha quý vị nhé. Máy tính và âm thanh, nó là hai cái mục mà nhà em gọi là lấy nhiều nhất luôn. À, nó có quá nhiều, tốn hàng tỷ đồng luôn. À, riêng hai dòng này quý vị biết đấy, cứ gần chục triệu một con. À, gần chục triệu một con, mà ví dụ như là một tháng, như riêng dòng này đã, riêng 7390 là đã rơi vào là tầm 400 máy, thì trong đó có khoảng tầm một nửa là cái dòng i7 rồi đấy. À, là 200 máy rồi đấy, 2 × 10 là bao nhiêu rồi, đúng không quý vị? Đấy, gần 2 tỷ riêng một loại này rồi. Đấy, còn cái i5 này có khoảng 5 triệu mấy ấy, thì nó một lửa thôi. À, một lửa thôi. Nên riêng dòng này nó ngốn mất khoảng gần 3 tỷ tiền hàng. Không ít gì. Còn các loại khác nữa, các dòng khác nhiều nữa quý vị nhé. Ok, quý vị nào lấy thì cứ alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cảm ơn, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em nhé. Và em nói luôn quý vị là tất cả những sản phẩm này là nhà em là đều là hàng nguyên bản từ bên kia về nhé. Không có chọc ngoáy hàn hiệp các kiểu đâu quý vị nhé. Đấy, không có theo kiểu là gọi là sửa chữa các kiểu này lọ đấy. Những cái nào mà nhà em mà nó bị lỗi là nhà em bán thanh lý luôn và anh em thợ lấy luôn, hoặc là anh em thợ đến và thấy có các sản phẩm đấy thì nhà em bán thanh lý rẻ luôn. Đấy, ví dụ như có những con mà nó màn hình của nó chết cứng, ví dụ có màn hình lên chẳng hạn, thì em vẫn bán lẻ ra được và vẫn theo kiểu là giá vẫn ấy để cho quý vị ấy rồi. Nhưng có những con mà tù mù, thợ người ta toàn mua tù mù thôi, em cứ bán luôn đấy. Lo anh như thế mà mua tù mù bán tù mù thì quý vị biết rồi đấy, rẻ thối như bèo luôn. Rồi còn những nào con nào mà lên hình, ví dụ lên hình được thì thợ vẫn giả giá rất cao, thậm chí nhiều con giả giá cao hơn cả giá quay trên video nhiều. Dạ vâng. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị tại video clip của bên em nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ.